Tập 12. Chớp kim chi. À, đẹp lắm. Một tấm nữa nha. Mời ba. Ba đến chỗ này để làm gì vậy ba? Sao ba không về nhà mà lại... Được rồi, về nhà. Ba ơi, ba không sao chứ? Ba không sao. Ông xã à, anh có bị làm sao không? Không sao đúng không? Ba có thấy khó chịu ở đâu không vậy ba? Nếu như thấy không khỏe, có thể dời buổi gặp mặt hay để em gọi cho Chun Hy Úc tới. Không cần đâu. Mọi người chuẩn bị rồi đến đó trước đi. Tôi sẽ chuẩn bị rồi đến đó sau. Con gặp ba ở đâu vậy? Ở Dông Đê Môn. Con có hẹn cho nên ra ngoài đi. Dông Đê Môn. Cô hãy gọi Chun Hy Úc tới đây đi, để kiểm tra cho ông ấy. Dạ phu nhân. Tôi sẽ tới salon làm lại tóc, nên là cô hãy chuẩn bị đồ cho chủ tịch nha. Dạ. Chúng ta đi nhanh thôi, trễ giờ rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Sao? Gia đình mình là đầy tớ của gia đình đó hay sao? Đi gặp mặt thì cứ đi đi, sao lại bắt con đến kiểm tra huyết áp nữa chứ? Đi đi, trước hết con cứ đi đi. Em không cần đi. Sao em lại phải giúp cho buổi gặp mặt của Kang Thi-in chứ? Đúng rồi à, người cứu chủ tịch Han là chúng ta. Cậu ta phải thấy tiếc nếu không có con chứ. Dù bệnh hay không bệnh thì cũng kệ đi. Vậy còn hậu quả, anh chịu sao? Hả? Tôi là stylist của giám đốc Soju. Tôi tên Cha Ưng Đông. Tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị nha. Dạ áo đó ai đã may cho ba vậy? Ôi trời, giờ mà con còn hỏi câu đó nữa sao? Chính là cô thư ký mới kim stylist đã may cho ba đó. Hôm qua cô ấy đã đến nhà mình, cô ấy không nói sao? Tôi... Được rồi, cô hãy để đầu xuống đó rồi ra ngoài đi. Chủ tịch ơi, có lẽ là chúng ta đã trễ giờ rồi thưa ngài. Chúng ta phải xuất phát thôi chủ tịch. Chủ tịch ơi, ba ơi. Chủ tịch ơi, ngài không sao chứ? Ngài có nghe tôi nói hay không hả?
119 đi. Gọi cấp cứu đi nhanh lên. Ba ơi ba. Làm gì vậy? Gọi cấp cứu đi nhanh lên. Dạ, là 119 năm Bion Chang Dông. Hiện đang có bệnh nhân đang bị đau tim. Làm ơn tới mau lên đi. Chắc giờ này thì họ đến nơi gặp mặt rồi nên mới im lặng như vậy. Bọn họ cứ làm thử coi, mặc kệ nhà chúng ta mà kết hôn cũng được sao? Nhưng mà đi xem mặt thì đi thôi, chứ có gì đâu. Sao lại muốn chúng ta tới đó kiểm tra tình hình? Nghe chị Hu nói, cả tối đêm qua chủ tịch Han không có về nhà. Vậy là ngủ ở ngoài sao? Chủ tịch Han hả? Dạ tôi nghe đây. Sao chứ? Tôi biết rồi, tôi sẽ tới bệnh viện nghe. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch Han đột nhiên bị ngất rồi. Gì? Chúng ta đi cùng. Đợi một chút đi, ba thay đồ đã. Nè con à. Phải làm sao đây? Vào đúng lúc này sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Ôi, chết mất đi được mà. Đáng lẽ ra gia đình mình nên đi qua bên gia đình họ để gặp mới đúng chứ. Đúng đó con, họ bận mà đến nơi xa như vậy. Chủ tịch Han đã kêu con nên con mới quyết định như vậy. Ba mẹ đừng lo. Dạ xin chào. Đến rồi. Dạ xin lỗi mọi người, em xin lỗi anh Thi In nha. Tại kẹt xe quá nên là tới trễ. Không có sao, là do chúng tôi đã đến sớm hơn một chút thôi mà. Đến nơi xa như vậy chắc hai vị mệt lắm. Đây là ý muốn của chủ tịch thôi. Mời anh chị ngồi. Chủ tịch sao rồi? Em đã nhờ cha Ưng Đông đưa ba đến đây rồi. Nè, sao cô có thể gây ra tai nạn rồi bỏ chạy vậy chứ? Tôi đã gọi cảnh sát rồi, tôi sẽ tố cáo cô đó. Để xem cô chịu làm sao đi. Bên đây nè. Sao bây giờ mới tới vậy? Ba tôi đang gặp nguy hiểm kìa. Phu nhân ơi, chủ tịch vừa mới bị ngất xỉu, đã được đưa vào bệnh viện rồi. Thư ký cha, cô vừa mới nói chủ tịch bị làm sao hả? Ông ấy được đưa tới bệnh viện rồi thưa phu nhân. Nhưng chuyện là vị bác sĩ phụ trách Oh Hae-un vẫn chưa có một hành động điều trị nào. Đã 15 phút trôi qua rồi phu nhân, tình hình đang rất nguy kịch. Phu nhân hãy mau tới bệnh viện đi. Chị còn làm gì vậy? Không thấy ba tôi đang gặp nguy hiểm hay sao chứ? Thật xin lỗi hai bác. Anh Thi In à, em gọi anh sau nha. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như bên nhà đó có chuyện gì thì phải. Con cũng nên đi xem sao đi. Cha Ưng Đông, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chủ tịch Han đột nhiên bị ngất xỉu. Bây giờ đang ở đâu? Ở bệnh viện Hàn Quốc. Nhưng bác sĩ Oh lại tới bệnh viện rất là trễ. Tôi sẽ tới ngay. Họ nói là chủ tịch đột nhiên ngất xỉu. Sao chứ? Nhanh lên, mau đi đi, nhanh đi. Con sẽ gọi là sao? Anh ơi. Ba à. Anh ơi, ông ấy sao rồi hả? Dù rất là nguy hiểm nhưng mà may mắn là họ đã xử lý rất tốt. Cô hỏi con tại sao là như vậy chứ? Dạ chủ tịch Linh Cơn, đau tim do sốc tạm thời. Tạm thời ngày ấy đã an toàn. Đây là một trong những trường hợp tái phát do nhồi máu cơ tim hoặc là chính... Cô đã kêu con tới kiểm tra rồi mà. Trước khi chủ tịch chuẩn bị đi, cô đã cho thư ký gọi cho con tới tận nhà kiểm tra rồi mà. Sao cô không trả lời chứ? Vì chúng tôi không ở đó nên cô không tới có đúng hay không hả? Gọi thư ký cha đi. Hey.
hãy nghe con bình tĩnh lại đi, chuyện cũng giải quyết xong. Chị Hun, con ra ngoài đi. Cô hãy nói rõ tình hình lúc đó đi. Thưa phu nhân, lúc tới nhà tôi, cô có thấy bác sĩ Ô tới không hả? Chuyện đó... Không sao đâu, cứ nói ra đi. Dạ, cô ấy không có tới. Không tới sao? Cô kêu con kiểm tra cho ông ấy, con dám phớt lờ luôn hả? Chuyện đó, có bệnh nhân cấp cứu ở bệnh viện. Khi tới bệnh viện có thấy bác sĩ Ô trong phòng cấp cứu hay không hả? Dạ không. Bác sĩ không ở trong bệnh viện, mà rất lâu sau bác sĩ mới tới. Lúc ở xe cứu thương, giám đốc Hàn cũng đã liên lạc với bác sĩ Ô thì nghe sẽ tới ngay chứ không có ở đây. Mặc dù chủ tịch Hàn đã được đưa tới rồi, nhưng không hiểu sao tới 15 phút sau cô ấy mới có mặt. Tôi nghe nói gì không xử lý kịp thời, nên số chút nữa thì chủ tịch đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cô ơi, xin hãy nghe con giải thích. Sao con dám làm vậy? Không phải đâu cô. Cô đã kêu con tới kiểm tra sức khỏe cho chủ tịch vì thấy ông ấy bất ổn nhưng mà con không tới. Rồi sau đó ông ấy được đưa tới đây nhưng không được điều trị ngay hả? Không phải đâu, toàn bộ lời của cô ấy tại nói. Sao con dám làm vậy hả? Cô biết rõ hơn con đó. Con nghĩ vậy có thể ngăn được hôn sự của Sô Chu sao? Cô ơi cô. Bây giờ cô mới hiểu tại sao giám đốc Kang Tae In lại mong muốn trở thành người nhà của cô, con rể của chủ tịch. Dù phải trả giá gì thì lần này con nhất định phải chịu mọi trách nhiệm. Ra ngoài. Cô ơi cô, đừng tin vào lời cô ta nói mà. Không nghe cô nói gì sao hả? Cô đã nghe giám đốc Han nói lại là người đã phát hiện và cứu chủ tịch Han là thư ký Trần Đồng. Chỉ cần trễ một chút thì nguy hiểm tới tính mạng. Hôm nay có mặt hai bác, tôi muốn nghe cô giải thích về việc vừa rồi, là việc mà cô đã buộc tội tôi Quan Ức. Bằng không tôi sẽ tới chỗ cô để nghe đó. Nghe nói em đã bị cô gọi vào tra hỏi, có thật không? Cô làm chuyện đó với em thật hay sao? Đúng vậy. Mấy người này thiệt. Cô đúng là người mà Kang Tae In bảo vệ và khiến cho anh ta phát điên là cha Ưng Đông không? Có đúng không? Đúng vậy. Rốt cuộc thì đang nghĩ gì vậy hả? Điểm yếu duy nhất của Kang Tae In vào lúc này chính là cô ta. Vậy cho nên anh để cô ta đi theo Kang Tae In? Không phải là anh để cho cô ta đi đâu, mà chính cô ta đã tự chọn đi theo Kang Tae In thôi. Anh sẽ hủy hoại anh ta cho em xem. Sao là Kang Tae In? Nếu có chuyện gì xảy ra thì tất cả chúng ta sẽ... Là anh đã làm ra tất cả mọi chuyện. Vì cô ta đã bị tòa án xét xử và bị phạt ở lại trong tù thêm 5 năm nữa. Không chỉ có anh thôi, Kang Tae In cũng biết chuyện đó. Anh muốn hủy hoại Kang Tae In thì cứ làm đi, tại sao lôi em vào chứ? Đến cuối cùng thì cha Ưng Đông cũng sẽ lật đổ Kang Tae In thôi. Chắc chắn sẽ là như vậy. Gia đình tôi lại mang ơn thư ký cha nữa rồi. Cảm ơn cô nha. Lần trước cô cũng giúp Sô Chu nhà chúng tôi một lần, không biết phải báo đáp cô ra sao đây. Thời điểm đó tôi được ở bên cạnh chủ tịch, đó là điều may mắn cho tôi mà. Không phải đâu, là nhờ có thư ký cha đã kịp thời xử lý tình huống đó. Tôi sẽ... Chủ tịch à. Ôi trời ơi, sao đột nhiên lại bị ngất như vậy chứ? Ngày tốt để đi gặp mặt mà sao lại thành ra như vậy? Bây giờ anh mới tới đó sao? Để người khác tới cứu sống em rể của mình
Thật sự không biết anh có phải anh trai không nữa. Sao hả? Được nghe nói buổi gặp mặt bị quỷ nên là anh mới tới đây xem người sao rồi hả? Gì? Buổi gặp mặt bị quỷ bỏ sao? Trời ơi, chuyện này... Ôi trời, bị quỷ rồi. Sao có thể như vậy được? Hãy dừng như các người đã làm và đừng tới đây nữa. Sau này hãy sống biết điều một chút đi. Hãy sống biết điều sao? Em nói vậy là có ý gì chứ? Đừng có mong chúng tôi giúp đỡ thêm một lần nào nữa. Đà, bi ông Hi à. Được, ba biết rồi. Không cần lo lắng cho ba mẹ đâu. Mọi người bên nhà đó vẫn ổn hết chứ con. Được rồi. Sức khỏe của chủ tịch sao rồi con? Họ nói là do bị sốt. Hiện chủ tịch đã nhập viện. Có lẽ buổi gặp mặt sẽ bị hoãn lại thưa ba. Vấn đề bây giờ đâu phải buổi gặp mặt đâu. Phía ba mẹ thì không có sao hết. Quan trọng là sức khỏe của ngài ấy phải được hồi phục tốt lại. Được rồi. Con mình nói sao gì? Chủ tịch đã qua cơn nguy kịch rồi. May mắn quá. Sao đột nhiên chủ tịch lại bị sốc như vậy, là vì chuyện gì chứ? Ông à, mình cũng nên đến bệnh viện hỏi thăm ngài ấy một chút, không phải sao? Hay là vậy. Trời ơi, tôi đói rồi, ăn cơm đi ha. Bà phải ra cửa hàng nữa. Thầy nói là đi làm việc rồi. Đi đâu vậy? Lý do anh lợi dụng tôi và ba rồi dứt bỏ như một túi rác, đúng không? Để bảo vệ người phụ nữ đó sao? Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra đi tình khốn. Tôi có tư cách làm nữa không? Lời hứa sẽ bảo vệ cho con gái thay ông. Xin ông cho phép tôi thực hiện nó. Con gái của ông đã cứu ba tôi và giúp chủ tịch thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và đã làm rất nhiều điều tốt. Trơ mắt nhìn cô ấy chịu nhiều tổn thương như vậy thật khó khăn với tôi. Đây là đâu mà anh lại tới vậy hả? Tôi hỏi sao lại tới? Tôi phải đi rồi. Con người của anh đúng thật là đáng sợ. Được thôi, cứ làm vậy đi. Hãy cưới Han So-ju, trở thành con rể của chủ tịch Jun Hee Uk và Oh Hee-woo. Để xem anh sẽ làm gì với họ đi. Ta đâu có xen vào chuyện của họ. Dù sao đi nữa, buổi gặp mặt cũng đã bị quỷ rồi mà. Nè, con kéo dài thời gian đi. Anh à, bất luận ra sao con cũng phải giữ an toàn cho chủ tịch Han và thối phòng sự việc, để quán buổi gặp mặt càng lâu. Đúng vậy, đây là cơ hội hiếm có khó tìm đó. Ông trời cũng ngăn họ kết hôn mà. Chẳng phải đây là điềm báo Kang Thi In sẽ không thể lật đổ được mình, quỷ quái chúng ta sao? Đúng vậy đó. Trì hoãn buổi xem mắt trong ngày 1, ngày 2 thôi là được hay sao chứ? Chúng ta phải làm gì đó thì mới lật đổ được đám cưới này luôn. Anh đã nói chuyện gì cho Chi Hun nghe rồi? Anh sẽ tự biết cách để nói chuyện nên em không cần phải lo lắng làm gì. Cùng lắm là đi nói chuyện với cô. Làm gì vậy? Hãy mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Chị Hun à. Ba ơi ba. Tại sao ba lại... Chút nữa lớn chuyện rồi, ba bị ngất xỉu ở nhà. Ba không nhớ gì sao ba? Ai,
Vậy còn buổi gặp mặt? Giờ này còn gặp mặt gì nữa chứ? Ôi trời, chắc là nhà bên ấy đang đợi ba đến rồi. Đến nước này rồi mà ba còn nghĩ cho anh Cang Thế In nữa hay sao? Ba có biết là con lo lắng ra sao hay không hả? Lúc đó con tưởng là ba đã... Con tưởng... Ba đã bỏ con đi luôn rồi chứ. Chắc con sốc lắm hả? Con gọi điện thoại rồi vào. Nếu như ba mất thật, con cũng chẳng còn cái gì nữa. Ba xin lỗi mà. Ba xin lỗi con vì mọi chuyện, nhất là làm con lo lắng. Ba xin lỗi. Mẹ ruột của con, ba nhất định phải tìm ra bà ấy thật nhanh chóng. Ôi trời, thật là... Ôi, chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, nè, làm gì vậy? Đổ hết rồi. Trời ơi, rốt cuộc thì chủ tịch Hanh có chịu ăn mấy món này không? Thôi thì cũng là lòng thành của chúng ta. Đây toàn là những thứ tốt dành cho tim mà. Nhưng mà Thế In nhà mình có lẽ rất buồn vì buổi gặp mặt của mình bị hủy. Sao lại uống rượu như vậy? Ôi trời, kệ nó đi. Chắc là sắp kết hôn nên suy nghĩ nhiều đó mà. Anh vất vả vậy để làm gì? Anh định là tiếp tục ở cạnh chủ tịch Han sao? Hôm nay vậy còn gì? Anh còn nhớ lúc đó hay không? Lúc đó ba của anh thiếu chút nữa thì chết vì cứu ông ấy đó. Bây giờ anh lại định chăm sóc cho ông ấy vì bị bệnh hay sao? Bởi vì anh quá mạnh mẽ nên mới chịu đựng được những chuyện này thôi. Chứ là tôi thì chắc là tức chết lâu rồi. Trang Út à, anh có nghĩ tới chuyện này không? Liệu chủ tịch Hanh có biết chuyện thay đổi thứ tự cấy ghép lúc đó không? Tôi thì thấy con người của chủ tịch đó không phải là loại người đó đâu. Này nhưng mà hai người cũng sắp thành người nhà rồi. Không lẽ là họ đã lấy đi trái tim đáng ra cho ba của anh ghép cho chủ tịch Hanh? Ông ấy không biết gì sao? Nè, chuyện là cô... Mối quan hệ giữa mẹ của anh với bác sĩ Ohayu rốt cuộc là gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Sao cô lại cầm cặp tài liệu này vậy? Có phải Cang Thế In anh ta đang ở trong phòng bệnh hay không? Ai... Người đã phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Tôi nghe nói là cậu và Sochu đã tuyển dụng cô ấy. Lẽ nào người cứu tôi chính là cô gái hôm đó đi cùng với cậu đến phòng của tôi để kiểm tra sao? Dạ phải, đúng là cô ấy. Được rồi, một chút nữa hãy mời cô ấy đến nhà để tôi chào hỏi chút. À, dù được xuất viện nhưng bác sĩ đã dặn ít nhất một tuần thì ngài mới ổn định được. Tôi không sao đâu, đừng lo hả? Cậu hãy nhanh chóng thu xếp gặp mặt đi. Đừng lo cho tôi thấy khỏe nhiều rồi đó. Ba và mẹ của tôi cũng rất lo cho ngài. À, họ nói ngài cứ từ từ, không cần phải vội đâu. Còn một chuyện nữa, chủ tịch đừng làm việc quá sức. Cứ giao lại việc ở công ty cho tôi và Sochu lo. Ai cho anh tự ý vậy? Thì ra bây giờ anh mới lộ rõ bản chất thật của mình. Chị Hun à, chẳng phải anh chờ ba của tôi chết đi luôn hay sao? Đây là cơ hội tốt mà. Cẩn trọng lời nói một chút đi. Ở trong công ty nhà của tôi thì anh coi tôi như là một người bỏ đi, xem anh Jun Hee Uk như là cái gai trong mắt cần phải nhổ. Định kết hôn với chị tôi để chiếm trọn công ty nhà của tôi sao? Bà ơi, bà thấy là anh ta có yêu chị con thật lòng hay không?
con nói gì vậy? Ba cũng thấy là không mà phải không? Con thì không hề thấy anh ta yêu chị con gì hết. Trong tay thì không có gì, anh ta bất chấp mọi thủ đoạn để được ngồi lên vị trí đó. Con đã nói là ba hãy tin tưởng con rồi kia mà. Đúng vậy, anh chỉ đáng làm con chó trong nhà của tôi mà thôi. Con có im ngay được không? Tôi xin lỗi chủ tịch, nhưng có vẻ như giám đốc Han cũng đã bị Choi Chun Hiếu biến thành tay sai của anh ta. Anh ta đang tìm đường sống cho mình bằng cách lợi dụng giám đốc Han. Cậu hãy tỉnh táo lại đi. Người mà cậu cần đề phòng thực sự chính là Choi Chun Hiếu chứ không phải tôi. Bà ơi ba, giờ con muốn giành lại vị trí vốn có của mình, vị trí mà anh ta đã cướp mất. Chuyện về anh Chun Hiếu cứ giao lại cho con đi. Con sẽ không để anh ấy bị chuyển đến quỹ y tế. Anh Kang Tae-in cứ thử xem, cứ thử bước chân vào nhà của tôi đi. Để xem ngoài ba và chị của tôi ra thì ai sẽ đứng về phía của anh. Anh cứ thử làm đi. Dù cho bây giờ ba và chị của tôi đứng về phía của anh đi chăng nữa thì một ngày không xa tôi sẽ cho họ thấy được con người thật của anh xấu xa ra sao. Cứ chờ mà xem đi. Anh nghĩ mình là ai mà có thể ra vào nhà của tôi rồi muốn làm gì thì làm tùy tiện vậy chứ? Cảm phiền cô đưa vào giùm tôi. Bác à, bác không có sao chứ? Người thanh niên ở phòng bệnh lúc nãy đó chính là con trai của chủ tịch sao? Dạ. Từ trước đến giờ thầy Yên bị gia đình của chủ tịch đối xử một cách coi thường khinh miệt như vậy sao? Không có gì thì tôi đi trước. Bác hãy đi cùng con đi, con sẽ gọi taxi cho. Cô thư ký, không phải như cô nghĩ đâu. Thầy Yên của chúng tôi không phải là con người xấu xa như vậy. Thầy Yên của chúng tôi mong cô hãy giúp đỡ cho nó dù hoàn cảnh nào. Xin cô hãy giúp đỡ nó. Con bé này làm sao vậy? Đi đâu làm gì mà không bắt máy của mình chứ? Là mẹ đi. Lúc nào con cần mẹ thì mới đến sau. Cửa hàng khai trương mà cũng không thèm đến. Nhà chồng của con cũng vậy nữa. Khinh thường những người yếu hơn mình một cách quá đáng mà. Nhà thông gia của mình khai trương thì ít ra cũng phải ghé qua tặng chỗ qua hay gì đó chứ. Mấy người nhà giàu đúng là giỏi về mặt cư xử ghê thật đó. Đúng rồi. Con thay mặt gia đình đó đến chúc mừng bác khai trương. Chào mừng cậu đến. Con xin lỗi bác nha. Bác gái có khỏe không ạ? Tôi khỏe hả?
Không phải là tôi đang chữa gia đình của cậu trong điện thoại đâu. Nhưng mà cậu đừng nói với mẹ cậu tôi đã nói mấy lời đó nha. Ơi, bác đừng lo chuyện đó, cho con món gà đi. Được rồi, cậu ngồi đi, tôi làm cho cậu một con thịt không, ngon. Không phải là một con, mà là 10 con lận. Hả? Bác hãy cho con 10 con gà để vào 10 túi để riêng ra nha. Trời ơi, quả nhiên là cậu chủ nhỏ nhà thông gia của tôi là số 1. Còn chuyện nữa, gà đó gửi cho nhân viên công ty sao? Dạ không, cho bạn của con. Cho bạn hả? Ôi trời. Nhìn nó đi. Ồ, là món gà kìa anh ơi. Ôi trời nè. Nói cho anh nghe đi, em có khỏe hay không? Dạ. Giờ thì cậu ấy có thể đến đây thoải mái rồi. Phải được như vậy mới cưa được con gái người ta chứ. Đúng vậy. Vậy nên anh cũng tán em theo cách đó hả? Không cưới hỏi gì cho đàng hoàng mà chỉ sống chung vậy thôi. Có ông chàng ở đây mà. Chỗ này hâm nóng chắc ăn đủ 3 ngày 4 đêm luôn đó. Nhưng mà có gì nghiêm trọng vậy? Chờ em với. Em tò mò chết đi được. Anh không có nghe. Không nghe được gì hết à? Làm sao đây? Không có nghe gì hết. Chuyện của ba tôi, cảm ơn cô nha. Tôi không biết phải báo đáp ân tình này của cô ra sao thì mới được. Việc tôi phải làm mà. Đi thôi. Thật sự tôi không phải là cố tình lừa gạt cô đâu. Việc tôi là con trai của ba tôi, tôi cũng định nói rồi, nhưng mà lần nào cũng có chuyện này chuyện kia xen vào. Cô đừng hiểu lầm mà. Sao anh phải tới nói với tôi điều đó chứ? Dù anh là con trai của chủ tịch, hay là con của giám đốc, hay là con của lao công, thì có liên quan gì tôi đâu. Không, chuyện... Tôi không có thời gian bận tâm tới mấy thứ đó đâu. Chỉ cần kiếm tiền để đủ ăn đủ sống là thấy được rồi. Cảm ơn cô vì đã nghĩ cho tôi được như vậy. Không có gì phải cảm ơn đâu. Còn có ba bên cạnh thì hãy làm cho tốt, để không phải hối hận. Vậy đến làm việc cho tôi đi. Nghe nói cô đã khiến ba tôi như vậy, để ông ấy không thể được xuất viện có đúng không? Nếu nhồi máu cơ tim và đau ngực tái lại thì chỉ còn cách phẫu thuật cấy ghép mới giữ được chủ tịch Han ở lại thôi. Làm sao tôi tin cô được đây? Cô không tin lời của bác sĩ thì tin lời của ai nữa đây? Ai đã khiến ba tôi ra nông nỗi này chứ? Có vẻ như đây là kế để quản buổi gặp mặt của tôi mà. Cô em chồng, tôi không biết cô đã nghe được những điều gì mà lại nói vậy với tôi. Đã sống nhờ thì phải biết trả ơn đi chứ. Là mẹ tôi đã cho cô ngồi vào khoa ngoại đó, nhưng mà việc lần này cô nghĩ là tôi sẽ cho qua sao? Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Nếu không có cha ưng đông thì ba tôi đã xảy ra chuyện rồi. Và ý tôi là nếu có chuyện gì thì cô cũng tiêu đời đó. Xem đi. Giờ cô đã hiểu chưa? Tại sao tôi lại nói là cô ta đã dàn dựng sẵn rồi? Nhìn hai người họ, cô thấy sao hả? Mang nó cho mẹ cô coi đi, rồi coi mẹ cô nói gì về nó. Hay là để tôi làm cho. Vậy có nghĩa là sao? Là lý do giám đốc Duy cố tình lôi kéo giám đốc Han Ji-hun về phe của anh ta.
cậu ta muốn loại bỏ Soju nhà tôi. Phu nhân xuống nhà xác nhận thử xem. Hình như lúc này anh ta đang nói điều đó với chủ tịch thì phải. Về việc Ki-hun muốn làm việc cùng phó giám đốc Chun Hee-uk, giám đốc Kang, cậu thấy sao hả? Tôi thấy đây là lần đầu tiên Ki-hun làm việc một cách nghiêm túc đó. Theo tôi thấy thì giám đốc Han có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ phó giám đốc Chun Hee-uk đi. Ngoài việc lo lắng phó giám đốc Chun chia phe phái thì không còn việc gì nữa. Cũng chính vì điều đó mà tôi và cô Soju suýt chút cũng phải đến viện kiểm sát rồi. Cá nhân tôi nghĩ rằng những người nào núp trong cái bóng của chủ tịch sớm muộn cũng bị lộ thôi. Vậy cho nên anh sẽ dùng mọi cách dồn tôi vào bước đường cùng, không có một người thân cận nào hết. Nếu như Dượng đã muốn như vậy rồi thì con có thể làm gì được nữa chứ. Nhưng mà chị Huynh thì sao? Cậu ấy chưa một lần nào được công nhận là con trai của Dượng ở trong công ty hết mà. Con nghĩ nên cho cậu ấy được làm một nhân viên chính thức thay vì một nhân viên hợp đồng không phát huy được hết khả năng. Minh à. Thư ký của giám đốc Càng để sau. Tôi tên là Gia Ưng Đông. Tôi đã nghe nói rồi. Không biết phải làm gì để trả ơn cho cô nữa đây. Nghe nói là cô cũng giúp đỡ cho Soju, lại còn món nợ này nữa. Tôi muốn làm một điều gì đó cho cô. Tôi biết là ở trong công ty có rất nhiều người nói tôi không đủ tư cách làm nhà thiết kế, mà lại được trở thành thư ký riêng cho giám đốc Kang Tae-in. Mong ngài hãy đồng ý cho tôi được làm công việc này. Tôi còn có gia đình của mình và cũng muốn hoàn thành công việc của giám đốc Kang giao. Được rồi, đừng lo lắng nữa, tôi sẽ đồng ý. Dù ai nói gì tôi cũng sẽ giữ vị trí đó cho cô. Đổi lại hãy cho tôi thấy năng lực của cô. Đây chính là bác sĩ Oh Hee-un cô gặp rồi đúng không? Dạ. Cô ấy cũng chính là vợ của phó giám đốc Chue đó. Được rồi, vợ chồng Chun Hee-uk đã vất vả nhiều lắm rồi. Bây giờ hai con có thể đi về được rồi. Ngày mai cô ấy sẽ được chuyển cho bên công tố xử. Em vừa mới nói gì vậy hả? Lý do thì cô là người hiểu rõ mà. Được rồi, đi về đi. Cô ơi cô, con có một chuyện vô cùng lo lắng liên quan tới hôn lễ của Soju. Là chuyện liên quan tới cha Ân Đông. Thư ký cha sao? Dạ. Người đã phá xe của anh Chun Hee-uk trước đây không phải là giám đốc Kang, mà là cha Ân Đông. Là do giám đốc Kang đã che giấu cho cô ấy. Anh ấy tới phòng công tố và nói với họ là mình đã làm. Con không hiểu tại sao giám đốc Kang lại làm như vậy. Rốt cuộc hai người họ là có quan hệ gì? Có lẽ không đơn giản, chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và thư ký thôi. Giờ thì cô trả lời đi, giữa hai người có quan hệ gì chứ? Cuộc hai người có quan hệ gì mà anh lại bao che cho hành vi đập phá xe của cô ta, chấp nhận đứng ra nhận tội thay? Con đã có đoạn phim ghi lại cảnh đó. Đúng là như vậy. Đúng là tôi và giám đốc có quen biết nhau và cũng đã lâu. Người đã phá xe của phó giám đốc Choi Chun Hee-uk không phải là giám đốc Kang, mà chính là tôi. Tôi đã làm việc đó. Tại sao thư ký cha lại làm ra chuyện như vậy? Hay là cô có ấn tượng gì không được tốt với Chun Hee-uk hay sao? Để tôi nói ra cho mọi người biết. Hay là tôi để phó giám đốc Chue đây tự mình nói ra mọi chuyện. Sự thật chính là tôi có chút chuyện xảy ra ở đài truyền hình.
Hôm đó cha Ưng Đông đã đến đài truyền hình làm stylist cho con, nhưng mà con không cẩn thận khiến cho mặt bị thương. Và vì hôm đó con hơi nhạy cảm nên đã phạm phải sai lầm, không tự chủ đã xuống tay đánh cô ấy. Sao? Bằng chìa khóa xe ô tô của con, nên đương nhiên cô ấy không có ấn tượng tốt về con rồi. Thật vậy sao? Anh không còn điều gì muốn nói nữa hả? Đợi một chút. Theo những lời mà con từng nói với Dượng, vì tình hình công việc lúc đó quá cấp bách nên giám đốc Cang đã phá xe của con để lấy tài liệu mật xử lý. Như vậy là con nói dối với Dượng sao? Vậy mà con định tố cáo Sô Chu và giám đốc Cang lên viện kiểm sát nữa sao? Rõ ràng là con biết giám đốc Cang không có phá hư xe con mà con vẫn làm chuyện đó. Con gạt Dượng sao? Nói vậy là sao? Anh mới là chủ tịch bệnh viện mà. Ui. Sao vậy? Trời ơi, con bé My Ông Hy đúng là không coi tôi ra gì nữa rồi. Sao? Có chuyện gì nữa? My Ông Hy nói là sẽ đưa chuyện của Chun Hy Úc ra ban kỷ luật. Ông nói làm gì? Em ấy đổ lỗi cho Chun Hy Úc đã khiến chủ tịch Han bị bất tỉnh đó. Ôi, trời ơi, bọn họ đúng thật là... À không, họ muốn động đến con dâu của mình sao? Nói vậy mà nghe được sao? Con bé đã cho em rể uống thuốc rồi còn tiêm thuốc cho nữa đó. Đứng dậy. Chúng ta mau qua đó đi, nói chuyện với họ. Giờ chúng ta mà đi chắc chắn là bị liên lụy. Chắc Chuôn Hiếu cũng ở đó. Trước tiên chúng ta cứ tránh mặt trước đi. Tham thời cứ để như vậy. Mình cũng phải sống chứ. Ấy trời ơi, ngay từ đầu tôi không nên chọn gã My Ông Hy cho chủ tịch Han mới phải. Gì chứ, tôi đã nuôi một con hổ mới phải. Nó còn ghê hơn cả chủ tịch Han. Trời ơi.